đi không? Chú gì? Không chào ai. Béo thế nhở, béo thế nhở. Không chào ai. Béo thế nhở. Nó có nhìn trong cái nọ kia, nó nhìn thịt chú ấy. Ừ. Nó nhìn thấy chú mà. Đấy. Thế chưa? Ờ, nhưng mà xong hồng quá. Thì ai là chú? Thì ai là chú chứ? Chưa? Nhớ hôm qua chú dặn gì không? Cấm được giả chú Trung rồi. Thấy chưa? Được chú Trung cứ nếu mặt xa thì phải chào chú Trung Tuyết nghe chưa? Một biệt danh của chú đấy. Nhớ chưa? À, đứng lại, đứng đi. Chú hỏi được đúng không? Tuyết mùa đông không lạnh, tuyết rơi ấy. Thì gọi đơn giản chú là Trung Tuyết thôi nghe chưa? Thì nữa ra cháu Trung Tuyết luôn nhá. Một hộp để mang lên chú trọng. Trời ơi, chú trêu đấy. Từ đá bóng thua mà chú trọng. Hôm nay thua nhá. Thua à?